mình là một người con bất hiếu, một người vợ không chung thủy, là người mẹ bỏ con, ngay cả kẻ sát hại chồng mình, mình cũng không tìm ra được. Con người mình đầy tội lỗi, không xứng đáng sống trên cuộc đời này. Mình à, kìa Mình, Mình à, Mình ơi, Mình có sao không Mình? Mình, đã lâu rồi em chưa được về thăm mộ cha, em muốn đi. Thôi được rồi, nếu mình không thích thì thôi vậy. Không phải là anh không thích, mà là anh không muốn mình nhìn thấy cảnh cũ lại đau buồn nữa. Mình hiểu không? Mình à, em hứa với mình là em chỉ về thăm mộ cha, rồi em sẽ quay về liền, em không ghé đi đâu. Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ kêu tài xế chở mình đi, được không? Em cảm ơn mình nhiều. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.